Ở đây có hai ông lớn lắm, hai ông rừng. Thấy không? Thấy không? Thấy cả nào? Dễ gì thấy, khó thấy. Chỗ này là cây gia Đình Thần. Bình Đông, Bình Luông Trung. Đó có ông mà. Ở đây ngủ nè. Mấy anh em mình giờ gom lại chỗ này để thưởng thức rắn, thưởng thức thành quả. Anh Giang bữa nay anh ăn chay, ảnh mua cốm hả? Đúng đầu đi. Đó giờ chưa có ăn cái bụt này nướng. Còn hào này thì nãy anh Hùng đi về. Nguyên con nước luôn, đừng có trên đường chạy xe về anh Hùng lộn. Mà bỏ ra đi cho sạch. Bò ngay cống rồi. Ủa anh Hùng lộn anh nhanh lộn. Ủa thằng kêu điện cho Rít, điện cho Rít kêu lấy gì nước đi. Để nó lấy á. Rồi rồi, nó dặn rồi. Đi nó lấy luôn mà. Đó tao câu dính hào mà. Chạy về thấy cống ngon quá bài xuống mò luôn hả anh nhanh. Nhiều ký nào. Đã tao mò mò nhiêu ký. 6 ký cái đó 6 ký. Hào. Mò được 6 ký. Nếu này khoảng 30 40 ngàn ký. 100 ngàn 3 ký. Vậy là 30. 33 ngàn ký. 300 nhưng ký chứ đồng ký. 33 ngàn. Thôi mình để về luôn nè. 100 ngàn. Nướng luôn. Hào, này con hào đá. Không đúng đầu đã. Hào nhỏ xui á ba, nhỏ ngược nó hư té da. Da. Nó nắm nhiều quá, nắm một lần một người cũng giật, nó nắm được cộng thôi. Hộp tan dừa. Không biết nào, không hào nào à. Bây giờ đếm mà, đếm mà, đếm mà mấy thằng cắt mấy khúc, thằng giao thằng khúc xong. Đi xin cái điện đi, chẳng chạy vô đi. Miếng nó ngọt thì nó ngọt à. Cái chín trả lại làm gì cục nha bạn. Ok, để này nhậu được không tạm ơn. Đó, giờ này nhậu được không? Có ăn quậy phá vậy không? Trời ơi, ngon rồi. Có ăn quậy phá vậy không? Có rồi, giải quyết nha. Khi nhậu quá trời mệt đó. Nào là quậy rồi, em đang xuống giải quyết đó. Rồi đi đây. Anh biết ở đây không? Kìa, nãy nó báo rồi. Anh Hai Vũ qua không? Qua, qua. Ừ, nó điện rồi rồi. Ờ anh có mấy con lịch cũ khô không? Hỏi có cá mắm gì không là hết. Ờ anh thường thường anh mới có lịch cũ đã lắm. Chứ ông chút qua ông có đồ cầm tay à. Thì mình dễ bỏ mình hỏi vậy đó, có sách qua. Cho mấy con đá. Để nó chút thiếu nó chở ra thêm. Để anh chở hả? Để đây chứ đâu. Nó bỏ đá đít nó có dụng ý á. Dụng ý đằng lát trở lại phải không? Trở lại á. Từ sau qua từ sau là Vũ nói từ sau là có đi nước nhà rồi. Bây giờ thì mồi chưa chín đợi thì lâu trên đá ít lét thế nào cũng gọi tao cũng chạy xuống nữa. Đúng lúc là mồi chín rồi. Thế thần không? Thế thần không? Mấy con hào đó mình nướng nó chín là bắt đầu hở ra phải không? Đâu cần rửa gì đâu. Nướng chín nó hở nè, đầu banh ra ăn. Sắp ra. Cua nghe được thấy không? Lâu rồi. Tiếng chứ tại mình không chuyên nghiệp chứ mình gì người ta chuyên nghiệp ta tách ra ta biết ta tách ra nướng lại hơn. Ôi vậy nè em làm lại hơn đó không tách. Chứ hôm bữa đặt tôi nướng với cây đinh cá bữa rồi đặt đó đi ăn rồi là gì tách nướng. Thì cho mệt vậy chút hí ra tách ra. Ta nướng mỡ hành á, ta mới tách sẵn ra. Hành nó tách. Còn đây mình nướng. Nó dít ra đó. Thôi chín rồi đó, giờ bỏ nó ra nè. Đưa thằng kia vô nè. Đấy. Lấy cái bàn đi, nóng tí cái bàn đi. Đưa này vô nè. Đá chuối đó. Đá chuối. Ba lượm đá chuối lên ba. Chuối đầu lắm. Có cái dao đâu mà kia kìa. Dao đang gọt tốt. Đó, nhà chính mình giờ ra cho nó hâm hâm nóng 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 nó
mình đi chỗ này sao giờ nắng nắng ta. Ngay luôn đi. Mình hãy dở tâm dở. Tao nướng con rắn trước. Nó có lại thế này nữa, tao nướng con này trước đó chứ. Thì rắn dở dọn ra bỏ hào nó đưa lên con nào chín đem ra dứt liền con đó nó mới ngon. Ừ. Để bằng bên đi. Nướng rắn lên ha. Nướng rắn trước đi. Chứ giờ nướng hào là bắt đầu nướng rắn là lâu lắm. Đó, mình giờ ra gì nè. Đi con hồi mình bại đây đi. Chỗ này mát hơn nè. Cái điểm của mình đằng đó nay bị nắng rồi. Ngồi ngồi đây luôn đó, kế bên kế ừ. Bên cho nướng ấy nóng luôn cũng rồi. Mời nay đi. Giúp cho này nắng nè. Cái đằng kia giờ nắng tốt rồi. Chỗ nào giờ mình cứ lửa đi nè, nắng giờ chứ giờ. Chỗ này là không giờ nắng nè. Ai? Điện hả? Sơn tĩnh điện. Trong cái ba lô có cái dao á lít. Luôn rồi á. Cái dao nhỏ thường thường đem theo đâu? Học bìa. Có mới cái nới cũ liền à. Bé rồi. Không không ngồi mà đâu đi. Ủa đi mặt quá. Cái tóc da tùm lum á. Đốt nó cháy nè. Cút nuôi á mới bụi. Thiên nhiên. Cái con này nãy cái con quá. Mẹ nhỏ xách ra cho cái mẹ nhỏ. Được không? Triệu qua triệu lại vậy rồi hả? Chứ sao không? Thấy được. Sơ tấm da mà. Đi chứ sao mà khỏe lại hả? Đậu là hết đậu nữa rồi. Đậu luôn. Nhanh đi xuống đâu đó giờ chứ chưa có dịp nào mà để ăn cái nướng này. Chưa mà. Chưa ăn nướng hả? Chưa. Có lần mình lên mình bắt được con ếch, ảnh đem anh nướng rơm đó. Cái nướng nóng rơm đang ếch ra ngồi này. Nướng rơm thua luôn. Nướng chui. Nướng hoài đem nằm ở cái máy không hay hả? Đem con ếch ra đem thui. Vô đây ngồi nhậu họ răng đống lửa đang ếch ngồi kia. Đặt đó là con cá đi con cá thì ở Bến Tre đem về cái lóc Bến Tre đem về còn con ếch thì dập được của tôi cái trong rồi mà con ếch nằm ngoài hết trong rồi mà ếch còn sống mà nói rằng mỗi hồi đi nói tôi nướng hết trong rồi mà ếch còn sống rồi ra đốt lại khét nữa luôn đó nó sao được rồi thơm quá hương gió thơm quá đang nói bụng mình nghe cái mùi thì chịu không nổi rồi chết rồi. Mình coi như có để món này tao mời có món nào làm trước làm keo có keo rồi nè dạ cái đó là kêu cây lim hay là keo keo mình kêu lim rồi nè kêu người uống cái cũng mang vô anh em mình vô. Vô anh em ơi. Việc cái gì? Chắc giữ quyền thoại đó. À, dơ lắm á. Đó, gì đâu ta. Bốc bốc ra, bốc ra chứ đừng để trong giữa dơ lắm á. Để ngoài nó tấp, tấp bỏ vô. Để trong cái này. Đây mời cả nhà nha. Cái này mình đưa qua kênh 1 thôi. Kênh 1. Cầm mình đi đá ngồi. Để em. Thôi lên tỉnh rồi. Coi ai mệt rồi chở người ta về. Chích ra cho nó vô. Cái nè. Trời ơi, nghe rắc rắc luôn á. Cái răng. Liếm 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 lại cái răng đó coi có bị mẻ không. Có miếng sứ có miếng răng trong đó đó. Vô. Mời khen nhầm nha. Mời cả nhà dùng lon bia. Vô. Vô. Chúc mừng chiến thắng. Vô. 2 3. Vô. Anh đếm vậy là bay nữa rồi. 2 4 6 8. Anh phải đếm tới 9 mới được. 9. Ủa cái dao coi qua đâu? Em dẹp rồi. Lấy ra lại. Làm khúc rắn cả nhà ơi. Khui này nè. Làm khúc rắn trước cho nó đã ra đi. Chơi đi nhanh. Chơi đi. Chơi đi, chơi đi. Người làm khúc cho nó có. Chơi đi. Ăn đi một lát hết ăn ngon luôn á. Đang ngon giờ ăn đi. Còn nóng cứ vừa phút đi. Không có đạm đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn cho nó có đạm trước đi. Mở qua.
dán dán đồ hình lên các ơi. Quay luôn, chín hết rau luôn rồi. Quá ngon hết ngon rồi. Nóng quá. Hào hả? Hào khô luôn rồi. Chứ cũng dài đâu, không làm hết khúc luôn, cắt làm gì? Phải ăn từ từ. Cự. Tôi chở người khúc rồi, cắt làm đâu, ăn từ từ. Kẹo đâu? Thử này, thử này. Hôm nay thấy vậy ăn ngon quá. Hả quên? Này rắn ăn với này không được vậy? Kẹo với hào mới được. Cả, giữ được. Nếu có rau dưa. Đường rau mà có chè chan nước chấm lên luôn chết một có miếng thịt đường này vô trời bỏ miếng thịt đường đó lâu đường đâu hào nó lâu sao quán nó bán từ ấy ra ý nói đó kém kém đục keo ngọt á vô mặn hả. Ừ. Chấm ướt mặn quá. Lu. Đó con như con không tâm á. Thế này là cái rọt ha. Trời ơi. Đem cục đá lít. Lấy cái nắp hào kìa, xớt cái chém ướt để xích bẩn cái gì vậy chấm. Hai bên xa chồng á tao cũng cấn cái bụng. Con này mưng ngon nè. Cái nắp hào á, xích vào đây miếng nước rồi. Nắp này mới đẹp nè. Vô đây khô quá hết ngon. Sợ cái con của con đó còn ướt đó. Đi nha con. Ăn kiểu này sao nó lên được 6 muối trời. Con nắp nào đẹp đẹp nữa không? Cầm cho em. Ê, sao lại kiếm cái gì dứt ra cái nữa. Hơi tối ta. Nhất chạy xuôi như chạy đuôi luôn. À, chim 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 lên đó. Sao 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 sao. Nóng. Ngon. Bỏ nước chấm vô đây nè. Rồi làm cái rồi, cắt một cái đó ra nè. Cái nước chấm nó ngon bằng cái đợt mình đi ăn con cần càng cầm á anh Hoàng. Cái bữa nó mới đúng đã ớt xanh trời ơi nó thôi. Thôi có không? Ăn thử con cút coi. Cho em con ơi. Coi còn nóng mà. Rồi. Này nó nóng lâu ghê luôn. Này là phải cắn làm 2 mà làm 3 mấy. Rồi. Đấy, chỉ có thằng Giang nữa xui con kia nó bị khô với mấy con này ngon nè. Tôi nói đây là con đó có chút béo. Không có chưa? Ngon nhanh được chưa? Thử luôn, thẳng thử luôn ấy. Này có cái dao thử mới được chứ. Rồi, chưa ăn đâu, nướng này. Cắn làm đối, nó ngon, cắn làm đối. Cái này, đúng không? Vô. Liếm cái mẫu thôi. Vô. Con nó đẹp hết. Gặp vô mình chế miếng muối vô. Này tính ăn thử, cũng chưa ăn lá này nữa. Ngon lắm, ngon nè. Thằng thui đi tắm. Nãy giờ chưa hả? Hết luôn. Ngọt anh, có dữ. Ra thì mới hết rồi. Tiền. Hà đó. Hà anh sao nè? Buồn cay đã. Tài qua chín chín cái chặt này. Tôi còn hai chín chín rồi. Nó nồng thấy vậy không có mang đâu mà bởi tôi đâu được không đâu. Sống. Tôi quê anh này đó tôi đứng họp tay tôi lấy anh chưa anh hút cái rọt. Cái tiền ở quán tôi ăn mình tôi là 5-6 con bự cái gì đó. Nó lấy là sẵn rồi. Con này bự vô. Ngán người bạc. Còn lít ngồi nó trước nhiều hết thả đầu với ốc bu hết thả anh Hùng chưa anh Hùng vô cái chỗ ngọt anh Hùng đừng có nhiễu nha dao anh không có được nhiễu nữa nha không nhiễu phải không không có chả kè á dao không có chả kè á quá xa quá xa là sao
cha mẹ nuôi tới lớn ai cũng biết nói chuyện tự nhiên ở đây cha ngậm học rồi đó kìa nhau tôi thiệt rồi hả thầy. Anh hai anh muốn qua chơi mà anh không biết làm sao anh vác cái thùng đi mua dầu luôn. Anh nói với chị là anh đi mua dầu thằng anh ghé đây luôn xích qua đây nè chỗ tâm với anh hai một công hai chuyện chỗ khác nó ngồi à chỗ nó đang ngồi nó kẹo á kẹo nó đi mày nói gì anh hai mày nói kèo này xử sao ta mày nó mát rồi mà nó chĩa cái mỏ vô nó chửi à mát trời con quỷ chà bá luôn luôn chút xíu á sao không được mập ha rồi mai cả nhà mình nhớ có nuôi quá anh có nuôi quá rồi đợi rồi em giả mà em còn chưa được mày là cái hàng hàng tinh đạo ăn còn tao là tao vô ta được không? Ừ. Em mới phải em rót cái miếng thịt dài lần là sẽ quen lấy miếng thịt rồi dài con rắn rồi chỉ cút rồi rắn này này miếng nó là dài ngon thịt gà nó ngọt thì kì luôn á không còn miếng đó nó không biết sao mà nó dính cái loại cái đó này nó đeo cái đó làm như cái chủ lực nó cái đó là nó bám nó dính cái cơ thể nó loại mà cái đó là để biết là hào tươi hay là không tươi đó dạ này cái này bắt đầu tầm mẹ vô cái làm rắn cho chút mắm coi tôi rút coi ủa sao mẹ cũng nào công nãy giờ ha rồi đi vô vô hai lâu hả con này lâu thứ hai lên em vừa biết rồi ai có lon ra ấy nướng cái kia để lát hết than cái luộc cái kia còn rồi nó này móc ra được nè. Ôi cô queo rồi. Queo, không có nước nồi gì á. Vào đâu? Nãy giờ thân con đã. Nó coi không đóng biên không coi con nó. Ừ. Ướt rồi. Đó là nước đó. Hay. Làm mà cái ngon ngon nha. À đấy. Khô rồi. Được ngon ngon ngon. Ngon ngon. Không thơm nước cái giỏng. Ngon ngon ngon. Con này còn ướt nè, chứ không chi khô. Con nào cải ra càng dễ là càng khô. Tính là sao cá nè. 6 kg nè. Còn lá canh cần lột ra 1 cân ký. Chị, chắc bên có lá luôn á. Cái đó 300 g hết ra. Còn hấp rối nữa. Con mập dữ lắm. Con này là 10 con ký vậy. Sáu còn. Sáu ký là mà sao còn mấy mấy bài con. Rồi nói sao còn. Sao nó vô lại hết nó rất cái chục rồi. Ra quán ăn mười mấy 20 ngàn con, 25 ngàn con. Nói vậy. Thì quán là kêu 25-30 ngàn con không nhiêu. Cái này nè trên quán tôi cảnh có mình bán rồi kêu con này 225 ngàn. Để đó mẹ con nhậu bắt đầu là mấy tay kia ăn uống được. Thôi mình ai mới tuôn kia gà ri vậy ta. Ai mới tuôn kia gà ri. Nhưng em mới bẻ đó. Mới tốt đó. Hồi giờ anh em mình đụng ly cái cho thương cho thằng mình chia tay với cả nhà luôn nha. Vô. 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 1 2 3 vô. Đồng lòng quá ha. Mở cái nhà mới thịt rắn luôn. 10 luôn á. Đúng mâm rồi đó. Tạm biệt cái cha nuôi của nhà. Nãy giờ ăn không mời. Ăn không mời. Mời cái nhà rồi. Giờ tao. Đúng rồi mà cả nhà. Tạm biệt cha nuôi. Tạm biệt chú Sáu. Mẹ, Tâm tạm biệt chú Sáu nè. Thấy giờ không mời tía cho tạm biệt tía được tía thông cảm nha tía. Đang mời cái nhà rồi ta. Mà cha ta mà mời hết rồi hả? Cũng đó rồi. Nè. Tí xuống đây con nướng còn lại con khác nha tía. Tạm biệt. Hẹn lúc sau. Chào tạm biệt. Có tía đi không thấy rắn gì. Chậm.